Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy long mạch phong thủy của Đài Loan và Hồng Kông như thế nào? Các cao nhân dân gian Đài Loan đã chỉ ra rằng, mầm tai họa của Đài Loan nằm ở hình ảnh 9 con cóc xếp chồng lên nhau, tự dưng chiêu mời con cóc suối quẩy, 9 con cóc này chấn áp long mạch bảo địa của Đài Loan, mới dẫn đến phải hứng chịu vận rủi không ngừng. 9 con cóc chấn áp long mạch hồ nhật nguyệt, Đài Loan gặp nạn hạn hán hiếm thấy cầu Hồng Kông Chu Hải Ma Cao là hai con rắn đối sông, phá hoại phong thủy của Hồng Kông. Độc xa trận, ở Tây Cửu Long tháp ngân hàng Trung Quốc, cắm dao, ở Hồng Kông. Đài Loan gần đây đã phải hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 56 năm qua. Mực nước của hồ tự nhiên lớn nhất, hồ Nhật Nguyệt, Sun Moon Lake, bị giảm mạnh, khiến một vùng đất rộng lớn dưới đáy hồ lộ ra và khô cạn. Các cao nhân dân gian từng chỉ ra rằng hồ Nhật Nguyệt là một phần then chốt trong long mạch của Đài Loan ảnh hưởng đến vận mệnh tổng thể của Đài Loan. Tuy nhiên, vào năm 1999, một kiến trúc tạo hình suối quẩy, chín con cóc xếp chồng lên nhau, đã được đặt ở Hồ Nhật Nguyệt, khiến Long Mạch bị phá hủy. Sau đó, động đất và hạn hán liên tiếp phát sinh ở Đài Loan. Chín con cóc chấn áp Long Mạch Hồ Nhật Nguyệt, Đài Loan gặp nạn hạn hán hiếm thấy. Hồ Nhật Nguyệt nằm ở huyện Nam Đầu, vị trí trung tâm địa lý của Đài Loan, có phong cảnh đẹp, nước tiếng gần xa. Theo báo cáo tóm tắt mực nước của Văn phòng Điều động Công ty Điện lực Đài Loan, Hồ Nhật Nguyệt trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến năm 1973, chỉ có 3 năm nước cạn chưa đạt mực nước biên giới. Tuy nhiên, kể từ năm 2000 về sau, tình trạng hạn hán ở Hồ Nhật Nguyệt ngày càng trở nên nghiêm trọng, gây chấn động. Mỗi khi có hạn hán, mực nước Hồ Nhật Nguyệt giảm xuống, hình ảnh chín con cóc xếp chồng lên nhau, dưới đáy hồ sẽ lộ ra và trở thành con cóc khô thu hút sự chú ý của mọi người. Bức tượng đồng, 9 con cóc xếp chồng lên nhau, vào năm 1999 được đặt trên đường mòn tự nhiên dành cho người đi bộ ở Hồ Nhật Nguyệt. Tuy nhiên, chín con cóc, suối quẩy này vừa đặt xuống đất đã khiến động đất và hạn hán liên tiếp phát sinh. Vào ngày 21 tháng 9 năm 1999, một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ở Nam Đầu, khiến hàng nghìn người thiệt mạng, gây ra những thảm họa thứ cấp quy mô lớn, có hai đỉnh ngọn núi bị đứt gãy hòn đảo ở trung tâm hồ nhật nguyệt đảo la lu là nơi an nghỉ của những linh hồn tối cao của tổ tiên trong truyền thuyết của tộc thiệu người bản địa ở đài loan do trận động đất ngày 21 tháng 9, nhiều kiến trúc trên đảo đã bị hư hại bức tượng thần nguyệt lão bị đánh ngã và phải di chuyển cung long phượng ở gần đó toàn bộ hòn đảo cũng chìm trong nước sau đó văn phòng quản lý khu thắng cảnh hồ nhật nguyệt đã rời chín con cóc xếp chồng lên nhau bên cạnh đường dành cho người đi bộ đến giữ hồ thành con cóc nước tuy nhiên khu vực này sau đó vẫn phải liên tục hứng chịu động đất. Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra ở thị trấn Nhân Ái, huyện Nam Đầu, và vị trí của tâm trấn khiến các chuyên gia đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì nơi này là vùng không có động đất của Hồ Nhật Nguyệt, trước đây hầu như không có trận động đất nào từ 6 độ Richter trở lên, nhưng kể từ khi, 9 con cóc xếp chồng lên nhau, được đặt ở Hồ Nhật Nguyệt, các trận động đất mạnh 6 độ Richter liên tục xảy ra ở khu vực này hạn hán cũng đã trở thành chuyện thường ngày. Điều đáng nói là, vào năm, chín con cóc được đặt ở Hồ Nhật Nguyệt, năm 1999, trùng với cuộc đàn áp tàn bạo đối với các học viên Pháp luân công dưới sự chỉ đạo của cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân. Người ta đồn rằng Giang Trạch Dân là cóc tinh chuyển sinh bức hại những người tu Phật, khiến thần phẫn nổ. Các cao nhân dân gian Đài Loan đã chỉ ra rằng, Mầm tai họa của Đài Loan nằm ở hình ảnh chín con cóc xếp chồng lên nhau, tự dưng chiêu mời con cóc suối quẩy, chín con cóc này trấn áp long mạch bảo địa của Đài Loan, mới dẫn đến phải hứng chịu vận rủi không ngừng. Vạn vật đều có linh, phong thủy long mạch cũng không phải là lời nói vô căn cứ, bậc thầy phong thủy Đài Loan Lâm Chính Nghĩa, Linh Chơ Nghi, 6 năm trước trong một chương trình, Đài Loan hướng tiền, đã đề cập rằng, hướng đi của long mạch Đài Loan là kéo dài từ Nam đến Bắc trụ cột long mạch chính là dãy núi trung ương và dãy núi tuyết dãy núi a lý sơn và dãy núi bờ biển là dãy núi hồ pháp tả hữu chỉ cần trụ cột long mạch không bị phá hư quốc vận đài loan sẽ tiếp tục hưng thịnh trung tâm hồ nhật nguyệt là nước nuôi rồng để cho long mạch được nghỉ ngơi dưỡng sức ngày xưa gọi là long đàm nếu mực nước trong hồ cao linh khí của rồng mới có thể mạnh và đảo la lu ở hồ nhật nguyệt giống như nơi tiếp ứng năng lượng của vũ trụ địa hình đồi núi xung quanh cũng đối ứng với kỳ chân dị thú Cửu Long tụ họp về đây, sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức lại xuất phát. Trên thực tế, các đại sư phong thủy luôn coi trọng long mạch của Hồ Nhật Nguyệt, ở đây có một nơi được gọi là Cửu Long khẩu, nơi này xảy ra vấn đề gì đều ảnh hưởng đến toàn bộ Đài Loan. Trong đợt hạn hán nghiêm trọng ở Đài Loan, theo thông báo mất điện của công ty cấp nước Đài Loan, 11 trong số 18 quận ở Đài Loan hiện lên màu vàng báo động, biểu thị khu vực này đã bị cắt nước hoặc giảm áp. Tổng thống Thái Anh Văn của Trung Hoa Dân Quốc cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 8 tháng 3 rằng, tình hình nước lần này là thời khắc nghiêm trọng nhất trong 56 năm qua. Khi bà đến thăm các nơi, thăm các cung điện và đền thờ gần đây, bà không quên thành tâm cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa. Giới chức nhiều nơi ở Đài Loan cũng tổ chức lễ cầu mưa, kêu gọi dân chúng ăn chay, cầu mưa để giảm bớt hạn hán. Tuy nhiên, bức tượng, chín con cóc xếp chồng lên nhau, vẫn đang đè nặng lên long mạch bảo địa của Đài Loan, và người dân Đài Loan có lẽ cần phải suy nghĩ về cách trừ bỏ mầm tai họa này. Trên thực tế, không chỉ ở Đài Loan, có tin đồn rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công nhằm vào Hồng Kông, cũng bày ra một loạt các kiến trúc suối quẩy nhằm phá hủy phong thủy Hồng Kông. Cầu Hồng Kông Chu Hải Ma Cao là hai con rắn đối sông, phá hoại phong thủy của Hồng Kông. Hồng Kông đối diện với Đài Loan qua hai bờ đại dương, từ xa xưa đã được các thầy phong thủy gọi là một khối phong thủy bảo địa, chính vì vậy, Hồng Kông dù nhỏ bé nhưng kinh tế lại vô cùng thịnh vượng, trở thành trung tâm tài chính của thế giới. Tuy nhiên, sau khi chủ quyền của Hồng Kông được trao lại cho Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1997, nhiều dự án công trình của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hồng Kông đã phá hủy phong thủy của Hồng Kông, khiến vận thế của Hồng Kông chuyển tiếp đột ngột. Cầu Hồng Kông Chu Hải Ma Cao được khai trương vào tháng 10 năm 2018, là một con đường vượt biển quy mô lớn nối đảo Lăng Tau của Hồng Kông, bán đảo Ma Cao và thành phố Chu Hải ở tỉnh Quảng Đông. Hiện nay nó là đường hầm ống dài nhất thế giới, cũng là hệ thống đường cao tốc hầm cầu vượt dài nhất trên thế giới. Cầu Hồng Kông Chu Hải Ma Cao dài gần 50 km, cầu chính dài khoảng 29,6 km, Cây cầu với kết cấu cầu và đường hầm kết hợp bao gồm một đường hầm dưới biển dài 6,7 km và bốn hòn đảo nhân tạo. Đảng Cộng sản Trung Quốc coi cầu Hồng Công Chu Hải Ma Cao là một công trình hình tượng. Tuy nhiên, có một câu nói trong giới phong thủy rằng, cầu Hồng Công Chu Hải Ma Cao là một trận phong thủy được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để chấn áp Hồng Kông. Việc xây dựng cây cầu đã gây ra một cuộc đại chiến phong thủy Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồng Kông. Các thầy phong thủy cho rằng sông Châu Giang là một con rồng lớn. Long mạch sông Châu Giang hội tụ thủy long của các địa phương như Quảng Châu, Thâm Quyến, Phật Sơn, Trung Sơn, Đông Hoàn, Huệ Châu, Châu Hải, Hồng Kông, Ma Cao, hình thành một con rồng khổng lồ thông thiên, và cây cầu hong công chu Hải Ma Cao dung chuyển long mạch nước khổng lồ của châu thổ sông Châu Giang. Đảng Cộng sản Trung Quốc tự xưng cầu Hồng Công Chu Hải Ma Cao là một con rồng, tuyên bố rằng cây cầu sẽ không ngăn chặn long mạch của sông Châu Giang, hơn nữa còn dẫn đến long mạch Hồng Kông khiến hồng kông trở nên thịnh vượng hơn tuy nhiên thiết kế và xây dựng cây cầu hoàn toàn khác với tuyên bố của đảng cộng sản trung quốc các thầy phong thủy cho rằng cây cầu căn bản không phải là rồng mà là rắn tại đường hầm xuyên cảng nối hồng kông và ma cao hai hòn đảo nhân tạo có hình dạng như hai cái đầu rắn các thầy phong thủy chỉ ra rằng đây là xu hướng hai con rắn đối chọi nhau sẽ gây ra tranh chấp giữa hồng kông và ma cao và phá hoại phong thủy của hồng kông Địa thế Hồng Kông giống như hình, con rùa, thuộc phúc địa, vượng khí, còn rắn là khắc chế rùa. Các thầy phong thủy cho rằng, cây cầu Hồng Kông Chu Hải Ma Cao giống như hai con rắn dài, là một trận phong thủy được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để chấn áp Hồng Kông, nó sẽ đưa đến thiên tai cho Hồng Kông. Trong 9 năm xây dựng cây cầu, đã có 9 vụ tai nạn kỹ thuật chết người, ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương, bị người dân hài hước gọi là cầu nại hà theo truyền thuyết trong dân gian cầu nại hà là lối vào thông đến địa ngục điều kỳ quặc hơn nữa là sau khi hoàn thành công trình cầu chính cơn bão tiên liền ập đến gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế hồng kông và khiến nhiều người gặp nạn trước đó có rất ít cơn bão đổ bộ trực tiếp vào hồng kông bậc thầy phong thủy hồng kông vương đình chi oang tinh chư cho rằng theo góc độ huyền không phong thủy cầu hồng kông chu hải ma cao là một tuyến đường thủy dẫn đường thủy ra khỏi hồng kông và nó giống như cắt cảng Victoria từ phía Tây Bắc, hướng Tây Bắc là nơi sinh của Hồng Kông. Cây cầu sẽ thổi sinh khí từ Tây Bắc lên phía Bắc, là bất lợi lớn đối với Hồng Kông. Độc xa trận, ở Tây Cửu Long các bậc thầy về phong thủy cũng chỉ ra rằng, không chỉ cầu Hồng Kông Chu Hải Ma Cao là một trận phong thủy, rắn khắc rùa, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã triển khai một độc xa trận ở Tây Cửu Long. Ga tàu cao tốc Tây Cửu Long, West Kowloon, mở cửa vào cuối tháng 9 năm 2018. Bề ngoài nhìn như thời thượng, nhưng người dân Hồng Kông chỉ ra rằng hình dáng của ga tàu cao tốc này giống một nghĩa trang Hồng Kông, là vận rủi, hơn nữa, hai bên ga tàu cao tốc còn khởi công xây dựng các viện bảo tàng và công viên. Thầy Phong Thủy chỉ ra rằng, ba điểm này cũng hình thành đầu rắn lao thẳng tới công viên Trung Sơn, trong công viên Trung Sơn có tượng Tôn Trung Sơn tượng trưng cho dân chủ và tự do ở Hồng Kông, độc giả trận Tây Cửu Long này được cho là một trận phong thủy khác được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để phá hoại nền dân chủ, tự do và độc lập của Hồng Kông. Tháp Ngân hàng Trung Quốc, tấm dao ở Hồng Kông ngoài ra, tòa nhà Ngân hàng Trung Quốc, Bank of China Tower, do Ngân hàng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xây dựng tại Hồng Kông cũng bị chỉ ra là bố cục phá hủy phong thủy Hồng Kông. Tòa tháp Ngân hàng Trung Quốc trông giống như một con dao nhọn đâm thẳng vào trung tâm tài chính của Hồng Kông. Đồng thời là hàng rào đối chọi với tòa nhà chính phủ Hồng Kông, sau khi tòa tháp ngân hàng Trung Quốc động thổ vào ngày 18 tháng 4 năm 1985, thống đốc Hồng Kông lúc đó là Edward Yeud đã bị đột tử vì một cơn đau tim trong chuyến thăm Bắc Kinh vào ngày 5 tháng 12 năm 1986, ông trở thành thống đốc duy nhất qua đời trong nhiệm kỳ của mình. Thầy Phong Thủy chỉ ra rằng, tòa nhà ngân hàng Trung Quốc đã mang đến những xung kích không nhỏ đối với các ngân hàng khác ở Hồng Kông, ngân hàng HSBC bên cạnh dưới sự chỉ điểm của thầy phong thủy, đã đặc biệt đặt một khẩu pháo phong thủy trên đỉnh của tòa nhà để chống lại con dao của tòa tháp ngân hàng Trung Quốc, hiệu suất của HSBC sau đó bắt đầu khởi sắc trở lại. Ngô Sư Thanh, U Xích Trinh, một bậc tiền bối về thuật số quá cố, đã chỉ ra rằng, bố cục chỉnh thể phong thủy của Hồng Kông là bố cục thiên thị viên, tức là mô hình của một đô thị thương mại, nhưng về môi trường tự nhiên, bố cục của Hồng Kông cũng không phải là hoàn mỹ nó nằm thẳng theo hướng của eo biển đông bắc liêu ở phía tây nam đi qua biển đông ở giữa không có hòn đảo nào che chắn trong phong thủy loại bố cục này được gọi là thủy đai vô thu tức là nước hướng về phía này không được thu vào hướng tây nam là quẻ khôn khôn chủ dân tức chỉ người dân hiện tượng là khi các ngôi sao bay thay đổi trong vài năm trở lại đây người dân sống ở hồng kông sẽ di chuyển với số lượng lớn người hồng kông sẽ chuyển đi nơi khác và một lượng lớn du khách nước ngoài cũng sẽ di chuyển vào Hồng Kông. Kể từ khi bùng nổ phong trào biểu tình chống Trung Quốc ở Hồng Kông vào năm 2019, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng bước leo thang chấn áp Hồng Kông, đẩy mạnh luận an ninh quốc gia ở Hồng Kông, sửa đổi hệ thống bầu cử Hồng Kông, bắt giữ nhân sĩ dân chủ Hồng Kông, v. v. Người dân Hồng Kông vì để tránh né cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã di dân quy mô lớn, thật ứng với tiên đoán của Ngô Sư Thanh.